Okay, chào mọi người nha, em đang ở Hải Phòng nha mọi người. Ngày hôm nay em về Hải Phòng ấy để giao cái cặp lục bình cho một anh trai ở Hải Phòng đây, với lại là cũng hay là em sẽ đi giao lưu trầm hương với mọi người ở khu vực miền Bắc nha. Thì lâu lắm rồi mới về lại Hải Phòng thì thời tiết rất là nóng, rất là oi bức nha mọi người. Nhưng mà thời tiết này mọi người sử dụng trầm hương ấy nó rất là tốt nha, mùi rất là thơm. Qua giờ em đang thấy mùi trầm ở miền Bắc ấy rất là thơm nha mọi người. Rồi, ok, rồi kéo vào này. Anh xuống anh giữ cái lục bình như nãy đi, kéo. Rồi kéo vào. Rồi, ok chưa? Rồi, giữ nha. Giữ. 1 2 3. Họ thẳng luôn nha. Ok, em đừng giẫm chân rồi đấy. Một sát mí luôn. Rồi. Như vậy khi hiện tại em đang ở dưới Hải Phòng nha mọi người, thì ngày hôm nay về Hải Phòng mới giao cặp lục bình Vũ Hương cho anh trai ở Hải Phòng, giao tặng nhà tặng tay. Cặp lục bình này rất đẹp nha mọi người, được tuyển chọn dùm cho anh trai đấy, vằn vèo rất đẹp. Này là hàng nguyên khối nha, không có ghép đế với lại cổ nha. Thường thường lục bình khối to người ta hay ghép đế với cổ, người ta chia làm ba phần người ta ghép ấy, thì ở đây là hoàn toàn nguyên khối nha. Rất đẹp nha mọi người, này chuẩn hàng tuyển nha mọi người, không đơn giản có được cặp lục bình đẹp như thế này đâu. Anh trai này rất là thân thương nên em mới tuyển cho anh một cặp như thế này. Thì mọi người cho lục bình ấy, mọi người lựa những cái hàng nào mà nó ôm tim nha mọi người, có nghĩa là nguyên một khối như thế này đấy. Thường thường ấy là mình phải lấy nguyên cái cây đấy, thì mình lựa những hàng mà nó ôm tim ấy, ôm cái tim gỗ nha mọi người, thì nó mới tránh được những cái tình trạng như là nứt nẻ này nọ đấy. Chứ còn mọi người mua lục bình ấy, mọi người nhìn cái cây này, mọi người thấy cái tim nó lệch qua bên hoặc là nó dính tim nữa, những khu vực này đấy là mọi người đừng có lựa những hàng lục bình như vậy nha. Nó rất là dễ nứt vì cái tim nó sau này nó sẽ xé, từ cái tim nó xé ra đấy. Thì những cái hàng nguyên khối như vậy thì mọi người lựa cái hàng nào nó ôm tim ấy, thì nguyên cái khối nó sẽ ôm cái tim lại, thì nó sẽ không có những tình trạng bị nứt nẻ sau quá trong cái quá trình người sử dụng nắng nôi này, thời tiết này nọ đấy, nó không bị xé ra nha. Bình rất đẹp nha mọi người, này cao 1m7, đường kính 50, vận chuyển xuống cả một vấn đề. Màu sạch sẽ. Ôi, xong văn veo đẹp nha mọi người, này hàng tỷ này văn veo rất đẹp, nhìn như cẩm ấy nha. Cái này là hương đá của Nam Phi nha mọi người, hương đá. Mọi người lưu ý nha, lựa lục bình với lại những cái phần mà mọi người, nếu mọi người chơi một cặp lục bình tuyển đấy, mọi người lựa những cái phần văn văn thế này này. Thường những cái phần này đấy là những phần đấy nó giáp với cái phần vỏ đấy, rất dễ dính giáp. Thì những cái phần này nó màu trắng này đấy, mọi người thấy nó sẽ màu trắng, thì đây chính là nó dính giác nha. Mà cái tỷ lệ mà những cái phần những hàng lục bình ấy mà nó không dính giác như thế này đi, sẽ chứng tỏ rằng ấy là cây lục bình này cái dạng cái phô cây, cái gỗ cây nó rất là lớn, nên khi mình tiện ra ấy là nó không bị dính giác. Còn những cái mặt thân thế này đấy, những cái văn mặt thân như thế này đấy mà mọi người thấy nó có một lớp giác màu trắng ấy, hoặc là khi những lớp giác này đấy nếu nó dính giác thì người ta khi xử lý thì người ta sẽ phun màu lên để người ta phủ cái lớp giác đi, thì mọi người nhìn bằng mắt thường người vẫn thấy. Ở đây thì nó không có, nhưng mà nếu mà nó có cái khu vực thân ấy mà nó có cái lớp giác màu trắng và là nó có những cái màu nào nó khác với những cái màu gỗ tự nhiên ấy, đó là những cái màu người ta đã xử lý bio, thì là mọi người chú ý là mọi người sẽ hạn chế lấy những cái dạng lục bình như vậy nha. Như vậy đây thì là nó dính cái phần gỗ giác như vậy đấy, sau này nó rất là dễ bị mố mọt hư hỏng. Và hơn hết, quan trọng hơn hết ấy, thì mọi người nhớ dùm em ấy là phải ôm tim nha. Đấy mọi người thấy đây là cái tim gỗ nha, nếu mà cái tim gỗ này ấy, mà nó nằm lệch qua đây một xíu thôi
thì theo cái đường của nó đấy thì sao thì tim gỗ nó sẽ hiển thị ở cái khu vực này đấy, thì từ cái khu vực này đấy sau này nó sẽ xé tọt ra, nó sẽ nứt cái lục bình của mọi người. Còn nếu mà cái lục bình đấy mọi người lựa chọn những cái tim gỗ nằm chính giữa thế này này đấy, nó ôm tim thế này thì nó sẽ được cả một cái khối gỗ nó ôm vào chính giữa thì nó sẽ không có cái tình trạng bị nứt nha. Còn mọi người lựa chọn những cái phần nào mà lại tim ấy thì nó rất dễ bị nứt,